Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, kho hàng nghìn mét vuông sát ký túc xá ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy lớn, hàng trăm sinh viên hốt hoảng tháo chạy trong đêm. Kho hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Phát Thành, địa chỉ số 351/1A, đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Do nhà kho chứa nguyên vật liệu dễ bén lửa, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm. Phát hiện cháy nhà kho sát ký túc xá Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm sinh viên hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy ra ngoài. Gần 30 phương tiện cùng hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tức tốc có mặt tiến hành dập lửa, cứu hộ cứu nạn. Lực lượng chức năng phải chia thành nhiều mũi để tiếp cận đám cháy. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được khống chế. Cảnh sát tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Cũng vào rạng sáng nay, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn liên hoàn. Xe tải nặng lưu thông theo hướng cầu vượt An Trường đi vòng xoay An Lạc, chạy đến đoạn giao với liên khu 45 thì xảy ra va chạm với xe container đang dừng đậu chờ đèn đỏ phía trước. Sau va chạm, xe tải được cho là bị mất lái nên băng qua giao lộ, tông đổ trụ điện tín hiệu đèn giao thông rồi lao vào trạm xăng dầu bên đường. May mắn thời điểm này cây xăng vắng người, nhân viên trạm xăng kịp thời bỏ chạy trước khi xe tải lao vào hai trụ bơm xăng dầu nên không có thương tích về người. Tại tỉnh Điện Biên, trận dông lốc kèm mưa lớn, cục bộ có nơi xảy ra mưa đá, diễn ra vào đêm 17 tháng 4 và rạng sáng 18 tháng 4 đã khiến một số nhà dân bị hư hại. Bước đầu xác định có hai nhà dân tại bản Hủy Cắm và Nà Lấu bị hư hại phần mái nhà. Còn tại huyện biên giới Nậm Pồ, 15 ngôi nhà của dân tại các bản bị tốc mái. Ngoài ra, mưa đá cũng gây thiệt hại về hoa màu và cây ăn quả của một số hộ dân. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây nên hàng trăm triệu đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ở khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng cảnh sát biển. Theo đó, 5 tướng lĩnh bị bắt gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên tư lệnh cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên phó chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên phó tư lệnh tham mưu trưởng cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên phó tư lệnh cảnh sát biển. Cùng bị khởi tố bắt giam còn có Đại tá Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe. Các cựu tướng lĩnh và sĩ quan cấp tá đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian gần đây, nhiều diện tích rừng thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An được phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại. Mới đây nhất, theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm huyện Thanh Chương, đơn vị đã phát hiện 3 vụ khai thác gỗ thông thuộc xã Thanh Xuân. Trong các ngày 11, 13 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ khai thác rừng trái phép tại xóm Phương Thảo và khu vực núi xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Tại hiện trường, thân những cây thông đã bị đốn hạ có đường kính 15-20cm. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng vi phạm gồm Nguyễn Quang Thành ở xóm Xuân Hiền, khai thác rừng nghèo kiệt với diện tích 940m2, Đào Văn Thưởng ở xóm Phương Thảo chặt phá 1.300m2 rừng thông. Ngoài ra, một số diện tích rừng thông khác ở xã Thanh Xuân cũng bị một số hộ dân địa phương liên kết với các đối tượng từ tỉnh khác vào khai thác trộm gỗ thông. Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Thanh, sinh năm 1994, trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng tham gia đường dây bán dâm đều được gắn mác sinh viên làm thêm. Đường dây môi giới và bán dâm lưu động được xác định hoạt động từ đầu tháng 4 năm 2022 cho đến nay. Đối tượng Nguyễn Bá Thanh điều hành đường dây này. Y hiện đang là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Vinh nên dễ dàng kết nối khách với các tiếp viên để tổ chức mua bán dâm. Các đối tượng tham gia đường dây này đều lấy mác là sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Giá mỗi lần đi khách trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng. Đối với khách có nhu cầu đi qua đêm, Thanh đưa ra mức giá từ 12 đến 15 triệu đồng một lần. Công an huyện Nghi Lộc hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố bị can tạm giam Đinh Thị Quỳnh, sinh năm 1988, trú tại phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng mà Quỳnh nhắm tới là người muốn đi du học Hàn Quốc. Trước đó, cơ quan công an phát hiện công ty cổ phần phát triển nhân lực SACO do Đinh Thị Quỳnh làm tổng giám đốc
hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học, có hành vi đưa người đi du học, lao động ở nước ngoài không đúng quy định. Các đối tượng nhận số lượng lớn hồ sơ, thu phí dịch vụ lên tới 200 triệu đồng một người, không thông qua tài khoản công ty. Tuy nhiên, số người được đi nước ngoài chiếm tỷ lệ nhỏ. Quỳnh khai nhận, sau khi nạn nhân nộp tiền, chứng minh năng lực tài chính và làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc, đối tượng làm giả các thông báo học phí của trường Songjuk Hàn Quốc để yêu cầu họ tiếp tục nộp tiền rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền nạn nhân chuyển cho Quỳnh lên tới gần 1 tỷ đồng. Nguyễn Tấn Dũng là học sinh đầu tiên của Ninh Thuận giành được vé sang châu Âu thi Olympic vật lý. Điều đáng nói, Dũng là cậu học trò có hoàn cảnh gia đình nghèo nhất xóm, đến với môn vật lý giống như một cơ duyên. Nguyễn Tấn Dũng đang là học sinh lớp 12 lý, trường chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Với thành tích khủng, huy chương bạc Olympic vật lý miền Nam, giải ba học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia. Nhưng theo Dũng, em đến với môn vật lý như một cơ duyên. Vốn mất căn bản với vật lý từ những năm đầu cấp 2 là chỉ thích học toán, Dũng thường xuyên bị thầy cô hỏi bài. Điều này đã khích lệ Dũng quyết tâm khắc phục điểm yếu của mình. Sau khi đoạt giải ba học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia, Nguyễn Tấn Dũng đã xuất sắc giành vé tham dự kỳ thi Olympic vật lý châu Âu EUFO 2022 tại Slovenia vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, EUFO là cuộc thi dành cho học sinh trung học phổ thông các nước châu Âu và một số quốc gia khác với tư cách khách mời, trong đó có Việt Nam. Chúng ta cùng chúc cho cậu học trò nghèo đạt kết quả cao nhất trong cuộc thi sắp tới. Và đến đây thì thời lượng của bản tin số 18 giờ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.